Kết quả U23 Indonesia 1-0 U23 Timor-Leste, nhà vô địch SEA Games nguy cơ bị loại. Trước một U23 Timor-Leste thuộc diện yếu ở vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2023, U23 Indonesia chỉ thắng vỏn vẹn với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến thầy trò Shin Tae Yong khó vào được vòng bán kết. Bàn thắng U23 Indonesia, Sananta, 45. U23 Indonesia đã để thua ngược 1-2 trước U23 Malaysia ở lượt đầu tiên của bảng B U23 Đông Nam Á 2023 cách đây không lâu. Đương nhiên, nếu muốn hy vọng vào bán kết, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae Yong phải thắng thật đậm đội lót đường là Timor-Leste. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. U23 Indonesia chỉ ghi được một bàn duy nhất ở phút 45 do công của Ramadan Sananta. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Dù U23 Indonesia có 3 điểm trước Timor-Leste song cơ hội vào bán kết với thầy trò huấn luyện viên Shin Tae Yong không cao. Nhà đương kim vô địch môn bóng đá nam SEA Games chỉ có 3 điểm sau 2 lượt tại bảng B. Nếu Malaysia không thua Timor-Leste ở lượt đấu còn lại diễn ra vào 22/8, Indonesia sẽ chỉ đứng nhì bảng. Khi ấy, do quy định giải chỉ lấy một đội nhì có thành tích tốt nhất trong 3 bảng A, B, C, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae Yong sẽ phải so kết quả với các đội nhì bảng A và C với tình hình hiện tại ở hai bảng A. C, khả năng các đội nhì có 4 điểm sau 2 lượt là rất lớn. Khi đó, Indonesia đương nhiên phải về nước.